Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Rất là vui mừng ngày hôm nay thì anh Phương lại về và lên sóng tiếp tục giới thiệu với các bác về những đôi loa rất là chuẩn chỉ và rất là đẹp. Dòng loa này thì báo cáo các bác là cứ về đến đâu là hết đến đấy, bởi vì là cái chất âm của nó rất là hay. Những bác mà đang chơi những dòng loa Trung Quốc mà khi mà nghe những dòng loa này, chúng ta mới cảm nhận thấy rằng là ô tiếc thật, chúng ta không biết về dòng loa Mỹ nó hay thế này. Nhiều bác đã mua những đôi loa Trung Quốc hàng bãi nó cũng rơi vào 13, 14 triệu, thậm chí đến 16, 17 triệu. Hoặc là những đôi loa mới lắp ráp tại Trung Quốc, nhưng mà chắc chắn rằng như anh Phương đã từng trải nghiệm và tất cả những bác chơi loa Mỹ đều cho rằng là những dòng loa đó gặp những dòng loa JBL của Mỹ thì chắc chắn rằng là không có cửa để so sánh. Cũng không cần nhiều tiền lắm, không cần quá đắt đỏ, nhưng khi chúng ta tìm được những dòng loa mà chuẩn Mỹ thì chắc chắn chúng ta sẽ có một bộ dàn máy karaoke rất hay và đẳng cấp. Trước mắt các bác thì ngày hôm nay có một đôi loa JBL 112M tuyển đẹp đến mức độ gần như là 98-95% luôn các bác. Lỉ nước nó còn đen mướt, đẹp xuất sắc luôn các bác này. Những đôi loa nhà em tuyển về nó đẹp xuất sắc. Bass 30 còn zin nguyên bản và còn ánh kim của Mỹ luôn. Chép kèn bao zin 100%. Hàng còn nguyên cả tem cờ của Mỹ luôn các bác. Một đôi loa đẹp xuất sắc ngày hôm nay, các bác nào mà xem và mua được đôi loa này thì mỹ mãn luôn. JBL JGX100. Đôi loa này thì còn nguyên cả tem và sản xuất lắp ráp tại Mỹ luôn các bác. Đấy. Một đôi loa được bao zin toàn tập. Xin thưa các bác là nhiều bác đi mua loa Mỹ, đôi khi là chúng ta đặt cái giá thành lên trên đầu tiên. Đó là một sai lầm cực kỳ là lớn. Một đôi loa Mỹ giá trị của nó có giá đúng với cái tầm mà thị trường đang phân phối. Không lẽ mà chúng ta mua một đôi loa Mỹ mà lại rẻ đi được 5 đến 7 triệu hoặc 3 triệu. Với những đôi loa trên chục triệu mà nó lệch đến 3 triệu thì chắc chắn rằng những đôi loa đấy nó không còn zin nguyên bản các bác. Một đôi côn chép của đôi loa này nó rơi vào từ 3 đến 4 triệu đồng một đôi côn chép này. Cho nên là những đôi côn chép mà nó đã bị thay rồi thì lúc đó nó sẽ bị giảm giá rất nhiều. Đặc biệt là anh em bán ở trên những cái trang mạng mà nó không chính thống, ví dụ như là trên Facebook hoặc là trên TikTok. Đấy, nhiều khi là anh em bán xây dựng kênh nó rất là nhanh. Trong vòng 3 đến 5 ngày thì đã có một cái kênh TikTok, kênh Facebook rất lớn rồi. Bán hàng thì cũng không cần phải giữ uy tín, nó không như YouTube các bạn. Để xây dựng được một kênh YouTube uy tín, chúng em phải mất hàng chục năm và một cái hệ thống cửa hàng với đa dạng sản phẩm và một cái bề dày về cái kinh nghiệm cũng như là về cái quá trình hoạt động phát triển, chứ không đơn giản như kiểu Facebook. Facebook thì hôm nay bán cái sản phẩm này có thể không ngon, không chuẩn. Nếu mà bị phản ánh, bị phản ánh lại cái việc mà bán hàng không tốt ấy, thì họ có thể lập trang Facebook mới. Còn riêng YouTube thì không thể làm được như vậy các bác. Một đôi loa nhà em còn zin nguyên bản như thế này, chất âm nó rất là hay. Đây các bác này, quay nội thất luôn các bác cùng xem này. Hiện tại thì nhà em ngày hôm nay về được 2 cặp đây này. Đấy. 2 cặp đẹp như mới, đã được dán tem bảo hành 100% hàng zin nguyên bản. Bát chép sáng choang như mới, sản xuất lắp ráp tại Mỹ luôn. Củ chép đây các bác này. Đấy. Mới cứng cựa luôn. Lắp ráp tại Mỹ. Thùng vỏ đây. Các bác cứ xem kênh của em thì các bác sẽ được mua được những sản phẩm âm thanh như ý luôn, chuẩn chỉ Mỹ nòi luôn. Mà giá thành đầu tư thì này cá quá hợp lý. Thời điểm này nhà em đang bán giảm giá tới 500.000 đồng cho đôi loa này. Bây giờ thì giá tại cửa hàng của đôi loa này chỉ có 10.500.000 đồng và giá ship cho các bác là 11 triệu nếu loa bao zin. Còn nếu các bác mà không yêu cầu bao zin thì mời các bác có thể đến tận nơi. Chúng ta trải nghiệm cũng như là so sánh thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu không cần bao zin thì giá của nó chỉ có 8.500.000 đồng thôi. Những đôi loa đẹp như thế này em nói thật các bác là về cái lên đường ngay các bác. Đẹp như mới luôn. Nhiều bác nhận hàng của anh Phương thì có nhắn tin lại của sao loa mới à. Và xin thưa các bác là loa tuyển nó như vậy. Mấy nhà em rất là kỹ. Cho nên là hàng nó lên đường rất là nhanh. Các bác có thể ghép cả bộ dàn máy thì thông thường với những đôi loa 112M. Các bác ghép thêm một cục đẩy này, có thể đẩy 2 kênh hoặc đẩy 4 kênh. Một vang số, một bộ mic và một quản lý nguồn, một con súp thì lanh quanh đâu đó tầm khoảng độ 32 đến 37 triệu là chúng ta có một bộ dàn đầy đủ cả loa 112M cả súp luôn các bác nhé. 32 đến 37 triệu. Chất âm của dòng loa này thì quá ngọt. Mời các bác cùng anh Phương test thử nha.
các bác đã được xem nội thất này, được nghe báo giá này, rồi là được trải nghiệm chất âm nữa, thì chắc chắn các bác sẽ có một cái niềm tin và cũng có một cái kinh nghiệm để chơi loa Mỹ. Ngày 97, tiếng mic của con này cực kỳ ngọt. Nó rất lợi về phần lời, bát thoải mái các bác chơi. Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi. Giờ đây đời con đang còn lênh đênh, đèo cao gió lộng ngày đêm tàn ngàn, áo trần sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mê. Con hứa xuân sau sẽ về, mà hôm nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ biết nhớ cây vào tay anh. Đêm nay núi rừng gió nhẹ xuân sao, thoáng mùi mây nở đâu đây, du hồn lạc ngoài trời vơi. Các bác nghe tiếng mic thế nào? Ngon đúng không? Khó có cặp loa Mỹ nào mà với tầm giá còn đó chích chút triệu một xíu mà chúng ta lại có ngay một cái bộ dàn máy rất là hay và chất lượng như này. Số máy của anh Phương là 0974985. Ngày hôm nay thì cặp loa rất là đẹp. Anh em nào mà gọi sớm nhất thì ta sẽ có chủ nhân, là chủ nhân của cặp loa này. Số máy của em là 0974985. Những anh em nào muốn lên cả bộ cấu hình âm thanh thì chúng ta sẽ mức đầu tư khoảng độ từ 32 cho đến 37 triệu các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.